phòng y Tacley đã hồi phục, có kết quả âm tính với virus corona. Ngày 23 tháng 9, tin tức của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết Đức Hồng Y Luis Antonio Tacley, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã hồi phục sau 13 ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Cha Gregory Gaston, Giám đốc Học viện Giáo hoàng của Philippines ở Roma, đã thông báo tin Đức Hồng Y Tacley hồi phục và nói rằng đây là niềm vui lớn đối với toàn thể giáo hội. Cha nói, Chúa muốn Ngài tiếp tục phục vụ trong văn phòng truyền giáo của Vatican để mang đến tin mừng của Chúa về tình yêu, niềm vui, hòa bình, công lý, sự tha thứ và hòa giải. Tất cả những điều này, ngày nay thế giới đặc biệt cần đến. Đức Hồng Y Tacley, 63 tuổi, có kết quả dương tính với virus corona hôm 10 tháng 9 khi về đến Manila, nhưng không có triệu chứng. Ngài là người đứng đầu cơ quan tòa thánh đầu tiên dương tính với virus corona và là hồng y thứ hai ở Roma sau Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, nhiễm virus corona.